Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin những ứng viên cho chức Chủ tịch nước. Ngày 23 tháng 3, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề Chủ tịch nước kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng sẽ là ai? BBC dẫn quan điểm của các chuyên gia đánh giá sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi chức chỉ sau hơn một năm, cho thấy chuyển biến khó lường của chính trị Việt Nam có thể làm giảm uy tín đảng Cộng sản và khiến bộ máy quan liêu cồng kềnh ngày càng trở nên trì trệ. Theo BBC, có 5 người đạt tiêu chuẩn theo quy định để kế nhiệm chiếc ghế xui xẻo này, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, vẫn theo BBC, nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính trở thành Chủ tịch nước, vị trí Thủ tướng bị trống và còn có thêm những sắp xếp phức tạp nữa. Giới phân tích cho rằng khả năng này là không có, còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã lớn tuổi và sức khỏe yếu, khó kiêm nhiệm thêm một lần nữa. Do đó, các ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch nước được cho là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Về Bộ trưởng Công an Tô Lâm, BBC cho hay ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê Hưng Yên, làm việc ở Bộ Công an từ năm 1979, hiện mang hàm Đại tướng. Giáo sư Cartier từ Úc nhận định rằng Tô Lâm đã giữ chức Bộ trưởng 2 nhiệm kỳ và không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa, đồng thời từng là ứng cử chức Chủ tịch nước sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức. Từ đó khả năng ông Tô Lâm được phân công là khá lớn. BBC nhắc lại vụ Tô Lâm tham gia bữa tiệc xa hoa, thịt bò bít tết dát vàng vào năm 2021 giữa đại dịch Covid-19. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông cũng bị đánh giá là người không khoan nhượng với những quan điểm, hành động khác biệt với đường lối chính thống của đảng. Nhiều nhà hoạt động chính trị, môi trường, nhà báo tự do đã bị bắt dưới thời ông nắm lực lượng công an. Một trường hợp đáng chú ý là ông Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng sau khi đăng video nhại lại động tác đầu bếp Sabby đã bị công an thăm hỏi, sau đó bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế, với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và gây hoang mang trong nhân dân, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Về Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, BBC cho biết bà Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình, đi lên từ con đường đoàn đội. Bà là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên của Việt Nam. Nếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước, bà sẽ trở thành nữ Chủ tịch nước đầu tiên. Và đây là hình Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Tuy nhiên, BBC dẫn một hãng tin quốc tế nhận xét, chức vụ Thường trực Ban Bí thư của bà Mai có khả năng bị lung lay trong tình hình cải tổ bộ máy lãnh đạo. Điều khiến bà Mai trở thành ứng viên sáng giá lại xuất phát từ chính điểm yếu của bà. Bà không có nhiều quyền lực và có vẻ không quá tham vọng quyền lực. Bà Mai sẽ 68 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2026, đồng nghĩa với việc bà sẽ quá tuổi để tái cử vào Bộ Chính trị. Về Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, BBC cho rằng ứng viên đạt tiêu chuẩn còn lại là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Huệ sinh năm 1957, quê Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Nếu ông Huệ làm Chủ tịch nước, chức vụ Chủ tịch Quốc hội sẽ trống, gây ra chuyển biến trong giới lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, việc bầu chọn Chủ tịch Quốc hội mới không cấp bách bằng Thủ tướng, nhưng ông Huệ có vẻ không mặn mà với chức vụ Chủ tịch nước. Thay vào đó, ông Huệ từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng, nếu ông Trọng từ nhiệm trước năm 2026. Quý vị và các bạn xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin những ứng viên cho chức Chủ tịch nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hầu hết các quan chức, cán bộ đảng đều trong sạch cho đến khi bị lộ. Ngày 22 tháng 3, trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ, luật sư Trần Đình Triển có bài Từ vụ ông Võ Văn Thưởng nghĩ về công tác cán bộ. Tác giả đề cập đến việc đảng xác định tham nhũng là quốc nạn và đặt câu hỏi, vậy thì ai là chủ thể của tham nhũng? Tất nhiên là đảng viên, công viên chức có thẩm quyền trong hệ thống chính trị. Theo tác giả, tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng thời gian qua chưa thật sự đồng bộ, thiếu toàn diện ở cấp tỉnh, huyện, xã. Gần như chưa khởi động, đầy tớ, vẫn tiếp tục xa lánh, hành hạ và như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói, ăn không từ một thứ gì của dân. Dân nghèo chưa đủ ăn đủ mặc, nhưng quan thì xe sang cởi, xơi toàn cao lương mỹ vị, ăn ở biệt thự. Và đây là hình status trên Facebook cá nhân của tiến sĩ, luật sư Trần Đình Triển. Tác giả nhận xét, công tác luân chuyển cán bộ có mặt tốt, hạn chế được tình trạng các cứ, địa phương chủ nghĩa, cục bộ, bè nhóm, bớt đi chút ít tình trạng bí thư tỉnh ủy, huyện ủy, chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện là những ông vua con, những kẻ độc tài hành dân. Tuy nhiên, việc luân chuyển cũng không tránh khỏi việc cài cắm con nhang đệ tử, con ông cháu cha và mua bán chức tước diễn ra âm thầm lặng lẽ. Nhưng có nơi, có lúc không khác gì phiên chợ. Vẫn theo tác giả, công tác giải quyết thông tin, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, hời hợt, đùng đẩy, bao che. Trường hợp ông Võ Văn Thưởng là một dẫn chứng. Tháng 3 năm 2019, trên Facebook của Duy Quách, tức ông Quách Duy, cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vụ việc kèm theo chứng cứ và cam kết chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về thông tin này. Theo đó, ông Duy cho rằng cần làm rõ vai trò của ông Thưởng trong việc chỉ định giao đất vàng cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhâm. Và đây là hình cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người luôn được đánh giá là hiền lành, trong sạch cho đến khi bị phế chức. Tác giả dẫn bằng chứng mà ông Quách Duy công bố trên Facebook cho thấy công văn do ông Võ Văn Thưởng ký với tư cách Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều dấu hiệu vi phạm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Đảng không bao biện làm thay. Đưa khối tài sản lớn là khu đất vàng 130 Hàm Nghi, quận Nhất từ doanh nghiệp nhà nước liên doanh, thu hồi đất rồi đứng tên văn phòng Thành ủy. Vi phạm nguyên tắc tài chính và tài sản của Đảng. Từ văn phòng Thành ủy chuyển giao cho công ty 79 của Vũ Nhôm, được quyền chỉ định cho đối tác khác thuê khu đất này 50 năm. Tác giả nhận định, với chứng cứ này đủ để khởi tố vụ án, nhưng không hiểu sao vụ việc lại bị chìm và làm ngơ. Và đây là hình ông Quách Duy, cán bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người tố cáo ông Võ Văn Thưởng tại phiên tòa phúc thẩm tháng 11 năm 2021. Ngược lại, người tố cáo ông Quách Duy đã bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, bị tuyên phạt 4 năm, 5 tháng tù giam. Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 15 tháng 4 năm 2021 và ý án trong phiên phúc thẩm ngày 5 tháng 11 năm 2021 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Tác giả đánh giá, từ vụ việc này, nếu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền, các ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu Quốc hội thật sự có trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, thì ông Võ Văn Thưởng không thể được giữ chức vụ Chủ tịch nước. Tác giả kết luận, bổ nhiệm rồi, phát hiện vi phạm rồi, cho từ chức với cương vị là nguyên thủ quốc gia, là mất uy tín đất nước cả về đối nội và đối ngoại, mất uy tín và bị nhân dân phê phán, coi thường về công tác tổ chức cán bộ. Dù giữ chức vụ gì, có không ít trường hợp nhân dân gọi là thằng, là con. Không hiểu quý vị có cảm thấy nhục nhã hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin hầu hết các quan chức, cán bộ Đảng đều trong sạch cho đến khi bị lộ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.